Thì chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sửa cái bài tập của bài 1, đó là dạng thứ nhất, tìm giao tuyến khoa mặt phẳng. Phần bài tập này chúng ta làm bài tập tự luận. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Trước hết các em phải hiểu cái dạng thứ nhất, đó là tìm giao tuyến khoa mặt phẳng. Như chúng ta đã biết là nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng. Nhưng vì theo cái tiền đề thứ nhất, theo cái tính chất thứ nhất đó, thì qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng. Vậy thì cái giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt đó phải đi qua hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng. Vậy thì muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì thực chất chúng ta đi tìm cái đường thẳng chung đó, mà đường thẳng đó thì được xác định bởi hai điểm phân biệt. Nói tóm lại, để tìm giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt, ta đi tìm hai điểm chung phân biệt của chúng. Thì phương pháp làm như sau. Để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, ta tìm hai điểm chung của chúng. Đường thẳng đi qua hai điểm chung đó là giao tuyến. Điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta thường được tìm như sau. Các em quan sát. Muốn tìm điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta thì chúng ta cố gắng tìm một cái mặt phẳng thứ ba chứa hai cái đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng này. Chẳng hạn như là mặt phẳng alpha chứa đường thẳng A, mặt phẳng beta chứa đường thẳng B, và chúng ta sẽ tìm một mặt phẳng nào đó chứa A và B. Khi đó, mặt phẳng gamma và mặt phẳng beta cắt nhau theo giao tuyến B. Mặt phẳng gamma và mặt phẳng alpha cắt nhau theo giao tuyến A. Thì cái đường thẳng A này, nó nằm trong mặt phẳng alpha. Và cái đường thẳng B này nó nằm trong mặt phẳng beta. Thì khi đó, cái đường thẳng A và B nó cùng nằm trong mặt phẳng gamma, cho nên trong trường hợp này nó thường cắt nhau tại một điểm. Cái điểm này chính là cái điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta. Và lần lượt tìm điểm thứ hai thì chúng ta cũng tìm điểm chung thứ hai tương tự như vậy. Điểm này là điểm M đấy các em. Tôi gọi điểm nào cũng được, gọi điểm chung M. Trước hết chúng ta tìm hai đường thẳng AB lần lượt thuộc đường thẳng A, mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Chúng ta tìm như vậy. Tiếp theo, đồng thời chúng cùng nằm trong một mặt phẳng gamma nào đó. Này. Giao điểm M của A và B này là điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta. Thầy giải thích lại vì sao như vậy. Vì cái đường thẳng A nó nằm trong mặt phẳng alpha, cho nên nó sẽ chứa điểm M. Vì đường thẳng B nằm trong mặt phẳng beta, cho nên mặt phẳng beta sẽ chứa điểm M. Vậy điểm M là điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta. Và tương tự như vậy, chúng ta tìm điểm chung thứ hai. Thông thường là điểm chung thứ hai thường là có sẵn. Chúng ta chỉ cần tìm một điểm thôi. Còn những cái bài toán khó thì buộc chúng ta phải tìm hai điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập này thông qua mấy bài tập tự luận như sau. Bài thứ nhất là cho một hình tròn SABCD có đáy ABCD là một tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Điểm M thuộc cạnh đáy A, tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng nơi đây. Như vậy là chúng ta tìm giao tuyến của từng cặp mặt phẳng một ở bốn cấu A, B, C, D.
Thì trong cái bài này thì các em cần lưu ý là chúng ta có thể diễn đạt bằng lời, chúng ta có thể dùng ký hiệu. Tuy nhiên thầy sẽ tập cho các em dùng ký hiệu trước, sau khi các em dùng ký hiệu rồi, tốt rồi thì các em có thể dùng bằng lời được. Trước hết chúng ta sẽ vẽ hình này đã. Hình tròn. S, A, B, C, D. Có các cặp cạnh đối không song song các em. Theo cái cách biểu diễn hình trong không gian ở trên mặt phẳng thì chúng ta những cái cặp cạnh nào nó không song song thì chúng ta vẫn vẽ chúng không song song. Các em thấy thì nghiêng lại các em thấy là cái tứ giác ABCD có cặp cả cặp cạnh không song song. M là một điểm thuộc cạnh SA. Thì M thầy lấy sau. Bởi vì trước hết chúng ta đi tìm giao tuyến của mặt phẳng SAC và SBD. Kém để ý một tí. Điều M thầy vẽ sau nghe. Vì trong cái câu thứ nhất, câu thứ hai thì có điểm M thì câu thứ hai chúng ta sẽ lấy điểm M. Mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBD trước hết em thấy trong công thức này có điểm S chung em này. Bây giờ chúng ta tìm điểm thứ hai thì các em sẽ vẽ cái mặt phẳng SAC và SBD đấy. Mặt phẳng SAC là qua ba điểm, SAC là có một mặt phẳng đi qua ba điểm thì các em mới vẽ mặt phẳng SAC là cái mặt phẳng này các em này. Thì tô màu tí nhá. Và mặt phẳng SBD đi qua ba điểm SBD. Thầy xoay trong không gian để các em xem thử là chúng có cái điểm nào xoay một tí thôi để các em sang quan sát có điểm nào chung nhé. Em thấy có mấy điểm chung được em? Có điểm thứ nhất là điểm S chung, điểm thứ hai là điểm O chung, đó là nhìn trực quan. Bây giờ trở về lý thuyết thì các em thấy này, cái đường thẳng AC này nó nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Rồi cái đường thẳng BD này nó cũng nằm trong cái mặt phẳng đáy ABCD. Cho nên hai cái đường thẳng này nó cắt nhau. Mà cụ thể là trong tứ giác ABCD thì hai đường chéo này nó cắt nhau tại điểm O. Thì như vậy điểm O nó thuộc AC. Mà AC thì nằm trong mặt phẳng SAC. Cho nên điểm O là điểm thuộc mặt phẳng SAC. Điểm O thuộc BD. Vì sao điểm O thuộc BD? Là vì B và D nằm trên mặt phẳng SBD. Thì theo cái tính chất thừa nhận thì nếu một đường thẳng có hai điểm nằm trên mặt phẳng thì mọi điểm của nó nằm trên mặt phẳng. Cho nên điểm O thuộc BD thì điểm O sẽ thuộc mặt phẳng SBD. Vậy điểm O là cái điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Điểm chung thứ nhất là điểm S, điểm chung thứ hai là điểm O. Vậy thì giao tuyến của chúng chính là đường thẳng SO. Chúng ta vẽ một đoạn thẳng này là được rồi. Giao tuyến cả đường là đường là đường thẳng em nhá. Giao tuyến của chúng là đường thẳng. Thì bây giờ chúng ta trình bày. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Dĩ nhiên AC BD nằm trong mặt phẳng đáy cho nên nó cắt nhau. Vì đây là hai đường chéo của một tứ giác thì cắt nhau. Từ đây chúng ta suy ra O thuộc AC này. Mà AC thì nằm trong mặt phẳng SAC. Đúng không? Cho nên O thuộc mặt phẳng SAC. O thuộc BD. Mà BD thì nằm trong mặt phẳng SBD. Cho nên O thuộc mặt phẳng SBD. Thì giải thích lại vì sao như vậy? Vì như chúng ta đã biết, theo tính chất thừa nhận, thì nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt nằm trong mặt phẳng, thì đường thẳng đó nằm trên mặt phẳng. Mà đường thẳng đó nằm trên mặt phẳng có nghĩa là mọi điểm của đường thẳng sẽ thuộc mặt phẳng đó. Vì O thuộc AC, mà AC thì nằm trên mặt phẳng SAC, cho nên O thuộc mặt phẳng SAC.
ô thuộc cái đường thẳng BD. Mà đường thẳng BD thì nằm trong mặt phẳng FBD, chứ nó ô thuộc mặt phẳng FBD. Vậy từ đây ta thấy rằng ô là điểm chung của hai mặt phẳng SAC và FBD. Hơn nữa chúng ta cũng có S là điểm chung của hai mặt phẳng. Vì sao như vậy? Vì trong hai mặt phẳng này có điểm S các em này. Cho nên S là điểm chung thứ hai. Vậy thì chúng ta tìm được điểm chung thứ nhất là O, điểm chung thứ hai là S, thì giao tuyến của chúng chính là SO, là giao qua mặt phẳng. Các em biết như vậy. Như vậy thì về ký hiệu thì các em tập viết như vậy là đủ rồi và chắc chắn, đúng không? Và các bài tập khác các em làm tương tự như thế. Bây giờ tiếp theo câu B là mặt phẳng SAC và mặt phẳng MBD, tìm giao tuyến của SAC. Bây giờ điểm M chúng ta sẽ đi xác định tìm điểm M thuộc cạnh SA. Chúng ta tiếp tục vẽ điểm M thuộc cạnh SA. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái mặt phẳng MBD các em này. MBD đó. Bây giờ thầy tô màu cái mặt phẳng MBD với mặt phẳng SAC thì bôi cái mặt này đi. Bây giờ thầy xoay trong không gian để các em này thử xác định điểm chung là điểm nào này. Các em thấy hai điểm chung không? Đó là điểm M và điểm nào các em? Điểm M và điểm O. Về giao tuyến của chúng là giao tuyến MO đó các em. Bây giờ chúng ta trình bày câu B. Thứ nhất, O là giao điểm của AC và BD, đúng không? Thế thì O thuộc AC, cho nên O thuộc mặt phẳng SAC. Rồi O thuộc BD, cho nên O nằm trên mặt phẳng MBD. Vậy suy ra O là cái điểm chung của hai mặt phẳng SAC và MBD. Như vậy cách tìm điểm O đó là chúng ta tìm hai cái đường thẳng AC và BD lần lượt nằm trên mặt phẳng SAC và MBD. Và hai cái đường thẳng này nó thuộc cái mặt phẳng đáy, cho nên nó cắt nhau tại O cũng giống như lúc đầu. Thì nhắc lại để các em khẳng định thêm cái kiến thức chúng ta dùng vừa rồi là kiến thức đi tìm điểm chung của mặt phẳng. Như vậy là O điểm chung thứ nhất và chúng ta thấy M là điểm chung thứ hai. Vì sao M là điểm chung thứ hai? Vì M thuộc SA cho nên M thuộc mặt phẳng SAC, đúng không? Rồi M thì rõ ràng thuộc mặt phẳng là MBD rồi, cho nên chỗ này chúng ta nói nhanh thôi. Chúng ta nói M là điểm chung của hai mặt phẳng SAC và MBD, các em biết như vậy. Như vậy chúng ta có hai điểm chung, điểm thứ nhất là điểm O, điểm thứ hai là điểm M. Vậy giao tuyến của chúng là đường thẳng MO. Nhưng mà khi đó chúng ta chỉ vẽ một đoạn thẳng thôi, chúng ta đừng có vẽ đường thẳng bởi vì nó sẽ phức tạp cái hình lên. Các em lưu ý như vậy, nói là đường thẳng nhưng mà chúng ta chỉ vẽ đoạn thẳng. Như vậy là câu A, câu B xong rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang sửa câu C và câu D. Bây giờ qua câu C là tìm giao tuyến của hai mặt phẳng MBC. Thầy tô màu một tí. MBC đây nha. Màu này tối quá, thay đổi là cái màu sáng hơn tí. MBC và SAD. SAD các em. Mặt phẳng sau này các em. Thì bây giờ thì hỏi các em, trước hết các em nhìn vào đây thì các em thấy có điểm nào chung chưa? Điểm M chung này. Vì sao vậy nhỉ? Vì M thuộc SA, mà SA thì nằm trong mặt phẳng SAD.
Như vậy em mơ thuộc mặt phẳng SAD. Rồi em mơ thì chắc chắn thuộc em mặt phẳng MBC rồi. Mặt phẳng màu vàng này. Bây giờ chúng ta tìm điểm chung thứ hai. Muốn tìm điểm chung thứ hai thì các em phải phát hiện là hai mặt phẳng này có hai đường thẳng nào mà nằm trong mặt phẳng mà cắt nhau không? Các em thấy chưa? Các em nhìn này. Mặt phẳng SAD chữa AD này. Mặt phẳng SBC chữa BC này. AD và BC nằm trong mặt phẳng đáy. Nhưng mà theo giả thiết bài toán thì cái tứ giác đáy ABCD là có các cặp cạnh đối không song song. Có nghĩa là hai cái đường thẳng đi qua hai cái cạnh đối sẽ cắt nhau. Vậy thì chúng ta tìm điểm chung, đó là cái điểm mà kéo dài tia AD và kéo dài tia BC nó cắt nhau. Nó cắt nhau tại em. Như vậy là F thuộc BC, cho nên F thuộc mặt phẳng là MBC. Đúng không em? F thuộc AD, cho nên F thuộc mặt phẳng SAD. Vậy F là điểm chung thứ hai, M là điểm chung thứ nhất. Thế thì giao tuyến của chúng chính là đường thẳng MF. Em thấy chưa? Như vậy thì chúng ta đã tìm xong giao tuyến rồi đó. Bây giờ chúng ta trình bày. Trong mặt phẳng đáy thì gọi F là giao điểm của BC và AD. Có thể nó cắt phía ngược lại các em nhé. Từ đó chúng ta suy ra là F thuộc BC, cho nên F sẽ thuộc mặt phẳng MBC. F thuộc AD, cho nên F sẽ nằm sẽ thuộc mặt phẳng AD. Vậy F là cái điểm chung thứ nhất nè. Vậy F là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng. Ta lại có M là điểm chung thứ hai nữa của hai mặt phẳng. Vậy hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến MF. Cái đường thẳng MF các em này nó sẽ cắt SD tại điểm này, này. Mình không cần ký hiệu nha các em. Bây giờ thầy xoay trong không gian, các em có sẵn thì nhé. Các em thấy không? Trong trường hợp này thì cái nét nó bị hơi đảo các em nhé. Vì chỗ này thầy không thiết kế thông minh bởi vì nó quá phức tạp. Nên thầy chỉ thiết kế thông minh cho một chiều thôi. Cái chiều chúng ta đã cần vẽ hình. Cái chiều này luôn là đúng nét các em này. Giờ thì sửa nét một tí, sửa nét cái chỗ nào các em biết không? Sửa nét chỗ này này. Cái nét này là các em phải vẽ lại nét khuất nhá. Nét này này. Nét từ đây đến đây là các em phải sửa lại nét khuất. Cái nét này phải sửa lại nét khuất. Bây giờ chúng ta sửa lại tí nhá. Chỗ này sửa hơi phức tạp đấy các em. Sửa cái nét này thì đơn giản em này, nhưng mà nó lại không đúng cái hình ban đầu, cho nên là trong quá trình làm bài thôi các em mà tự sửa lại cho thầy tí nhá. Cái đoạn thẳng từ đây đây là nét khuất này. Bây giờ chúng ta sửa lại cái nét CD là nét khuất. Còn thầy sửa nó hơi phức tạp cho nên thôi thầy không sửa nữa. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang câu D. Câu D là câu tìm giao tuyến của hai mặt phẳng là SAB. Bây giờ thì bôi hình này đi đã. Mặt phẳng SAB. SAB là mặt này các em. Và mặt thứ hai là SCD. Các em thấy hai mặt này có mấy điểm chung rồi, có điểm chung S đấy các em. Bây giờ điểm chung thứ hai thì chúng ta phải tìm trên hai mặt phẳng này hai đường thẳng cắt nhau, tức là chúng phải cùng nằm trên mặt phẳng. Đó là hai cái đường thẳng này các em này, AB và CD này. Hai cái đường thẳng này nó cùng nằm trên hai mặt phẳng, thấy tô màu
vì nó cùng thuộc mặt đáy, mặt đáy là có hai cặp cánh đối không song song, cho nên kéo dài AB và CD thì nó cắt nhau thành điểm E. Điểm E thuộc đường thẳng AB, mà AB thì nằm trong mặt phẳng SAB, cho nên điểm E thuộc mặt phẳng SAB. Điểm E thuộc đường thẳng AC, mà đường thẳng AC thì nằm trong mặt phẳng S. Thầy nói nhầm. Điểm E thuộc đường thẳng CD, mà CD lại nằm trong mặt phẳng SCD, cho nên điểm E thuộc mặt phẳng SCD. Như vậy, điểm E là điểm chung của hai mặt phẳng, là điểm thứ hai, điểm S là điểm thứ nhất, thì giao tuyến chính là đường thẳng SE. Thầy cho hình cho các em quan sát một tí. Nét các em phải vẽ lại một tí, bởi vì trong này thầy thiết kế thông minh cho những hình ban đầu thôi. Còn những cái nét phía sau thầy không thiết kế, bởi vì thiết kế nó quá mất nhiều thời gian, chứ không phải không được. Bây giờ các em đã sửa lại một tí, thầy cũng sửa lại cho các em một tí này, để cho đúng hình này. Nét này là phải nét khuất này. À, cái nét tiếp theo đây các em này, phải là nét khuất này. Cái đường này này, thì một nửa trên là trông thấy, một nửa dưới là không trông thấy. Nét này là nét khuất, còn nét này là nét liền. Như vậy là sau khi làm xong thì chúng ta chỉnh lại cái hình, thì chúng ta có một cái hình đúng. Hình như các em thấy là nét khuất và nét nhìn thấy được biểu diễn rất là đúng, đúng không? Các em làm xong thì các em nhớ làm như vậy. Bây giờ chúng ta trình bày sang câu D một tí. Trong mặt phẳng đáy thì AB sẽ cắt CD tại E. Như vậy E thuộc AB, AB thì nằm trong mặt phẳng SAB, cho nên E thuộc mặt phẳng SAB. Điểm E thuộc CD, mà CD là nằm trong mặt phẳng SCD, cho nên điểm E thuộc mặt phẳng SCD. Vậy ta suy ra E là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng. Chúng ta viết như vậy. Mặt khác chúng ta có S cũng là điểm chung của hai mặt phẳng, bởi vì trong cách viết kỳ hiệu hai mặt phẳng có điểm S. Như vậy có hai điểm chung là S về giao tuyến của hai mặt phẳng này chính là đường thẳng SE. Như vậy là chúng ta xong câu 1. Bây giờ chúng ta sang câu 2. Câu 2 là cho tự diện ABCD, D là trọng tâm của tam giác BCD, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ACD và RAB. Trọng tâm của tam giác là giao điểm của hai đường trung tuyến thôi. Các em chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến, vì ba đường trung tuyến của tam giác thì đồng quy tại trọng tâm R. Bây giờ chúng ta vẽ cho tự diện ABCD, tự diện thì các em cho đỉnh A nằm trên nhé, hoặc đỉnh D. D là trọng tâm của tam giác BCD, tam giác đáy. Thì các em phải lấy trung điểm và các em vẽ các đường trung tuyến. Thầy lấy hai đường, hai điểm, EG là trung điểm của các cạnh này. Thầy nghiêng lại cho các em thấy này. Tam giác này là tam giác thường, đúng không? Sau đó các em vẽ hai đường trung tuyến cắt nhau tại R. Bây giờ chúng ta đi hình dung hai mặt phẳng là ACD là mặt nào? ACD là mặt này. Các em phải nhớ cái mặt phẳng thì các em mới tìm được điểm chung. ACD các em phải nhớ trong đầu liền.
Còn ở đây thì tô màu thì chúng ta nhìn thấy khó nhớ đúng không? À, CD đó. Rồi mặt phẳng tiếp theo là mặt phẳng nào các em? RAB. Mặt phẳng RAB thì các em phải nối AR lại. Đúng không? Thì bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát xem thử là giáo tuyến là đường nào nhé. Các em thấy giáo tuyến là đường nào các em? Các em thấy là trải rộng cái mặt phẳng màu hồng thì nó trùng với cái đường thẳng. Nó chứa đường thẳng S nè. À, đường thẳng Ari. Trùng với đường thẳng Ari. Vì giáo tuyến của chúng là đường thẳng Ari. Trải rộng ra thì nó chứa Ari. Vì giáo tuyến chính là Ari đâu các em. Giáo tuyến đâu các em. Thì bối tiếp cái mặt phẳng này để các em thấy một tí. Thì bối tiếp cho cái phần khác màu để các em thấy nhé. Hai cái màu đỏ cùng nằm trong một mặt phẳng. Giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng phân biệt. Chúng ta để thế này cũng được, chúng ta để phía bên này cũng được, tùy các em. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Trước hết, BR này. Nó cắt CD tại G. Cho nên điểm G thuộc BR. Mà G thuộc BR cho nên G thuộc mặt phẳng. À, GAB. Rồi điểm G này nó thuộc CD. Cho nên điểm G thuộc mặt phẳng ACD. Từ đây chúng ta kết luận là G là điểm chung của hai mặt phẳng GAB và ACD. Ta lại có A là điểm chung của hai mặt phẳng nữa. Như vậy là chúng ta tìm được hai điểm chung phân biệt. Thì suy ra Ari là giao tuyến của hai mặt phẳng. Chúng ta tìm xong. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 3. Cho hình chóp SABCD gọi Y là trung điểm của SD, G là điểm trên SC không trùng với trung điểm SC. Tìm giao tuyến qua mặt phẳng đáy và mặt phẳng IG. Bây giờ chúng ta vẽ hình chóp này. Đó. Hình chóp là SABCD. Chúng ta cũng vẽ một cách tổng quát thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy, thì chúng ta thấy nghiêng cái hình này để các em thấy này. Đáy không có gì đặc biệt đúng không? Bây giờ chúng ta lần lượt lấy các điểm IG này. Y là trung điểm của SD này. Lưu ý này. IS bằng ID. Còn G là một cái điểm không phải là trung điểm của đoạn thẳng SC. Thì lấy vị trí nào cũng được hết. Vị trí này cũng được mà vị trí này cũng được. Thì bây giờ chúng ta phải vẽ cái mặt phẳng IG một tí. Mặt phẳng IG là này. Thì bôi cái màu cho mặt phẳng này. Mặt phẳng thứ hai chúng ta cần tìm giao tuyến là mặt này. Các em thấy hai mặt phẳng này có điểm nào chung chưa? Điểm nào các em? Điểm A đây này. Bây giờ điểm thứ hai thì các em cố gắng đi tìm cho thầy. Trên hai mặt phẳng này hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng nào đó. Để chúng cắt nhau. Để tìm điểm chung thứ hai. Các em thấy trong cái mặt đáy này và cái mặt này này. Có chứa hai đường thẳng rất đặc biệt. Đó là hai cái đường thẳng IG này. Và CD này nó cùng nằm trong cái mặt phẳng SCD các em. Cho nên chắc chắn nó sẽ cắt nhau. Đúng không? Chúng ta đã biết rằng là trong một mặt phẳng thì các tính chất đã biệt trong hình phẳng đều đúng. Mà cái tam giác là
SCD này nó nằm trong mặt phẳng SCD, mà Y là trung điểm, R không phải là trung điểm của SC, thì chắc chắn là Y này sẽ cắt CD rồi. Đó là theo cái tính chất thứ sáu được em. Thì chúng ta kéo dài ra nó cắt tại F. Vậy thì chúng ta thấy này, F thuộc CD, cho nên F thuộc mặt phẳng đáy, đúng không? Này. Rồi F thuộc IG, cho nên F thuộc mặt phẳng AIG. Vậy đây là điểm chung thứ hai. Vậy thì điểm chung thứ nhất là A, điểm chung thứ hai là S. F thì giao tuyến của chúng là chính là AF. Bây giờ thầy thay đổi cái điểm G cho các em thấy một tí. Có thể các em vẽ như thế này nhá, có thể các em vẽ ra ngoài này. Rồi em nào lấy phía sau á, em nào mà lấy điểm gì phía trên á, thì nó nằm sau này này, nó đều đúng hết các em nhé. Em nào lấy trước á, thì nằm ở đây. Em nào lấy gì thấp xuống thì nằm vị trí này. Em lấy gì cao hơn một tí thì nằm vị trí này. Còn trong trường hợp song song chúng ta sau sau nó cắt nhau thành vô cực cả. Các em thấy không? Nếu điểm gì cũng là trung điểm thì hai cái đường thẳng là EG và CD nó cắt nhau ở vô cực. Có nghĩa là hai cái đường thẳng CD với EG nó song song. Thì cái mối quan hệ này chúng ta sẽ học ở cái phần kế tiếp. Như vậy là tùy các em vẽ đấy nhá. Tùy các em vẽ. Bây giờ thầy xoay hình trong trường hợp này các em có sẵn thì. Các nét khuất không liên và nét khuất không đúng là bởi vì thầy không chú ý vẽ trong trường hợp này. Bây giờ thầy sẽ xoay trường hợp kế tiếp đấy các em. Và cái hình này thường các em hay vẽ. Tuy nhiên thầy cũng khuyên các em thế này, các em đừng bao giờ lấy điểm G xuống dưới này để các em cảm nhận nó nằm trên đáy thì nó mất tính trực quan đấy. Các em lấy nó cao thêm một tí đó, như vậy được. Và các em vẽ như thế này cũng được, sao hết, đừng có vẽ thế này các em nhé. Đó, cái vị trí đó là các em không nên vẽ, là bởi vì nếu vẽ như thế này thì các em cảm nhận như là EG BF thẳng hàng, nhưng thực chất nó có thẳng hàng đâu, cái này thực chất nó đâu có thẳng hàng. Nhưng mà các em vẽ như thế này thì vô tình các em thì tưởng tượng chúng là thẳng hàng là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta trình bày. Để cho nó nằm trong này cho nó gọn. A là điểm chung thứ nhất là bởi vì trong hai ký hiệu mặt phẳng thì đều có điểm A. EG cắt CD thì F. Vì sao? Vì nó nằm trong mặt phẳng SCD các em nhé. Chỗ này các em muốn nói cũng được, không nói cũng được. Đúng ra các em nói cho chính xác là các em viết thế này, này. Trong mặt phẳng SCD, EG cắt CD tại F. Không thì các em viết thế được, không sao cả. Đều đúng hết. Từ đó chúng ta suy ra là điểm F thuộc CD. Do đó nó nằm trong mặt phẳng ABCD. Rồi điểm F thuộc EG, mà EG lại nằm trên mặt phẳng IG, cho nên F thuộc mặt phẳng IG. Vậy ta suy ra F là điểm chung thứ hai, A điểm chung thứ nhất, F điểm chung thứ hai, thì AF thì là giao tuyến của hai mặt phẳng cần tìm. Chúng ta kết thúc. Như vậy là thầy sửa cho các em ba bài tập cũng khá đại diện cho những cái bài tập mà ở ba bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức và nhiều. Thì đó là những cái bài toán cơ bản mà các em cần phải biết và luyện tập kỹ. Hôm sau chúng ta tiếp tục học phần này, nhưng mà chúng ta đi giải các bài toán này ở dạng toán, đó là trắc nghiệm.
để các em có nhiều kiến thức hơn trong cái vấn đề tìm ra tiếng hát mặt phẳng. Cuối cùng thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.